Thanh Hằng rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Nhật ký trên khóa son. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ giao lưu với một nữ ca sĩ xinh đẹp, có một phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút, tràn đầy năng lượng. Xin giới thiệu tới quý vị và mời lên sân khấu ca sĩ Phương Thủy Sao Mai. Xin được chào đón chị Phương Thủy đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chào MC Thanh Hằng xinh đẹp. Phương Thủy xin chào tất cả quý vị khán giả trên chương trình Nhật ký trên khóa son. Chị Phương Thủy thân mến, bình thường chị có hay xem chương trình không? Và chị có cảm xúc như thế nào về Nhật ký trên khóa son ạ? Phương Thủy cũng một vài lần được xem chương trình. Và Phương Thủy thấy rằng cái chương trình rất là hay và ý nghĩa. Chương trình này nó là một cái nơi mà để cho các nghệ sĩ được chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình đến với khán giả và để gửi tới khán giả biết được là con đường nghệ thuật của mỗi người. Và mong rằng là khán giả sẽ yêu quý và ủng hộ những nghệ sĩ như Phương Thủy. Vậy thì bây giờ Thanh Hằng xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Phương Thủy. Quý vị khán giả thân mến, để bắt đầu cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Phương Thủy trong chương trình ngày hôm nay thì Thanh Hằng sẽ mời chị Phương Thủy đến với thử thách hỏi nhanh đáp gọn. Trong vòng 30 giây thì sẽ có những câu hỏi ngắn và chị sẽ cần phải trả lời rất là nhanh. Trả lời quá 30 giây thì sẽ có một hình phạt nho nhỏ dành cho chị ạ. Không biết rằng là chị Phương Thủy đã sẵn sàng đến với những câu hỏi chưa ạ? Thì đã sẵn sàng. Và Hằng sẽ bắt đầu nhé. Bạn hợp với kiểu tóc nào nhất? Kiểu tóc mà Thủy hợp nhất đó là kiểu tóc dài. Chị Thủy có thể nấu được những món gì? Thủy là một người rất thích nấu ăn, cho nên là món gì Thủy cũng nấu được. Wow, người con trai đầu tiên cảm mến chị tên là gì? Giờ mà nói ra thì khó quá vì lâu quá rồi không nhớ. Hoặc có thể là do nhiều quá. Đúng. Kiểu dáng trang phục mà chị thích nhất là gì ạ? Trang phục mà Thủy thường hay mặc là trang phục mặc như thế này. Wow. Chị có bao nhiêu đôi giày trong tủ? Nếu mà đếm sơ sơ chắc là ít nhất phải 50 đôi. Trời, 50 đôi. Và chị có nghĩ rằng mình đã hoàn thành thử thách này trong vòng 30 giây không ạ? Xuất sắc. Yeah. Vâng ạ, xin chúc mừng chị bởi vì chị đã hoàn thành trên 30 giây. Không có nhiều người có thể hoàn thành thử thách này trong vòng 30 giây. Cơ bản chắc là Hằng nghĩ rằng biên tập cũng phải gài nhiều câu hỏi khó, bởi vì khó, mong muốn khó. Rằng là khách mời sẽ tham gia một cái phần thử thách vui vẻ để chúng ta có thể thoải mái hơn đến với phần trò chuyện với Thanh Hằng cũng như là khán giả của chương trình. Hằng sẽ có khoảng 3 lựa chọn. Nó sẽ có thể làm thử thách pose hình trước ống kính này với 3 dáng phải độc lạ bình dương một chút, hoặc là lựa chọn hát mộc một đoạn, một thể loại mà chị yêu thích. Và nữa là có thể thử sức với rap chăng? Thử thách pose hình đi nhỉ? Yeah. Và chắc chắn rằng là Hằng tin và chị Thủy sẽ rất là tự tin trước ống kính. Bây giờ thì xin mời chị sẽ diễn dáng đầu tiên. Wow, dáng thứ hai thì sao? Và dáng thứ ba. Yeah. Rất là duyên dáng, rất là xinh đẹp. Và ngày hôm nay thì Thanh Hằng tin rằng cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ rất là cởi mở, vui vẻ đúng không ạ? Chị Thủy thân mến, thì không biết rằng là ngôi nhà thời ấu thơ của chị, điều gì mà chị cảm thấy yêu nhất và luôn luôn trong trái tim chị tới tận bây giờ ạ? Chắc là không bao giờ quên được, đó là ngôi nhà mà được sống cùng với cả bố mẹ. Khi hồi đấy mình còn trẻ con, là có đầy đủ cả bố mẹ rồi tất cả những thành viên trong gia đình luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Hằng tin rằng đó là một bước đệm cũng như là một bệ đỡ để chị Phương Thủy có thể tự tin trưởng thành và chinh phục những niềm đam mê và ước mơ của mình sau này. Vậy thì Hằng xin mời chị Thủy sẽ đặt bút viết lên trang nhật ký bằng âm nhạc trong chương trình Nhật ký trên khóa son, bởi vì chúng tôi rất là mong muốn có thể được biết những điều mà chị có thể mô tả về chặng đường âm nhạc của mình, hay là những khát khao, những ước mơ mà chị đã và đang theo đuổi từ những ngày làm nghệ thuật chuyên nghiệp đầu tiên. Ngày đó Thủy còn rất là bé, ngay bên cạnh nhà là cung văn hóa Việt Nhật. Mỗi lần mà đi vào xem các anh chị biểu diễn thì nghĩ trong đầu mình là không biết, mình mơ ước rằng là sẽ có một ngày nào đó khi mình lớn lên mình sẽ được đặt chân đứng ở trên sân khấu để biểu diễn không. Và cái điều đó nó đã thành hiện thực.
Và đến bây giờ thì chúng ta đã có được một nghệ sĩ, một ca sĩ, một chiến sĩ, ca sĩ Đinh Phương Thủy, với rất là nhiều xúc cảm. Và Hằng cũng cảm nhận được phần nào tính cách cũng như là con người của chị Thủy trong những phần trò chuyện đầu tiên. Bây giờ thì Thanh Hằng xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với các khúc đầu tiên, một món quà âm nhạc mà ca sĩ Phương Thủy dành tặng riêng cho quý vị khán giả của Nhật Ký Trên Khóa sau. Từng từng lăn dài sau y lưng thon, chạc vạc guốc mộc khua giòn ni tiếng kêu già. Gập ghềnh kiếp đoạn trường tất ta tất tưởi bước như phong sương, ngại ngần ni cái chi nọ nần ni thế gian xin. Mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với cuộc trò chuyện cùng ca sĩ Phương Thủy. Ca sĩ Phương Thủy của chúng ta đã gây được ấn tượng trong lòng công chúng từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2008. Nhưng mà phải đến năm 2011 thì sản phẩm âm nhạc đầu tiên Về Nơi Bình Yên của chị mới chính thức được ra mắt. Nhớ lại cái khoảng thời gian đó, nhớ lại cái màu sắc âm nhạc trong Về Nơi Bình Yên thì chị có điều gì chia sẻ
tới quý vị khán giả của chương trình ạ. Thủy nhớ rằng cái ngày đó khi mà thi Sao Mai xong thì Thủy có một cái cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ Thành Vương. Vương có nói một câu là Thủy ơi sao Thủy không thử phá cách mình đi. Là trong cuộc thi thì mọi người biết đến Thủy là hát những ca khúc của dân gian đương đại. Và bây giờ tại sao Phương Thủy không làm mới mình bằng phong cách âm nhạc R&B đó, hoặc là trẻ trung hơn một chút, cũng là một cái điểm mới mẻ và điểm nhấn. Chính vì thế mà Thủy đã hợp tác với nhạc sĩ Thành Vương cho ra mắt album Về Nơi Bình Yên. Trong đó có 11 ca khúc, là bao gồm tất cả những ca khúc viết về tình yêu, đôi lứa. Và Phương Thủy làm mới mình bằng phong cách nhạc nhẹ và R&B. Từ đó tới nay thì màu sắc âm nhạc cũng như là phong cách âm nhạc chị đang theo đuổi để mang tới cho quý vị khán giả là gì ạ? Khi mà bắt đầu biết đến âm nhạc thì Phương Thủy đã đam mê phong cách đó là dân gian đương đại và pop, nhạc nhẹ. Thì từ đấy giờ Phương Thủy vẫn giữ cho mình những cái phong cách đó. Ca sĩ Phương Thủy của chúng ta không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là một chiến sĩ được cống hiến trong màu áo của lực lượng công an nhân dân. Vậy chị Thủy cảm thấy yêu nhất điều gì ở hai vị trí này ạ? Phương Thủy sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống là lực lượng, ông rồi bố và các em đều là những người chiến sĩ. Và chính vì thế mà bà Phương Thủy cũng là một người được trưởng thành từ cái nôi của trường văn hóa Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chính vì thế mà khi mà tốt nghiệp xong rồi thì Phương Thủy đầu quân về nhà hát ca múa nhạc công an nhân dân, để thứ nhất là được thỏa niềm đam mê ca hát và là cái niềm mong mỏi của gia đình là được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân và khoác trên mình cái bộ quân phục là một chiến sĩ. Thì Phương Thủy nghĩ rằng là khi mình khoác trên mình bộ quân phục đó thì mình cảm thấy là mình rất là một người rất là chững chạc và có một cái gì đó là rất là tự tin và hãnh diện. Gần đây nhất là những cái chuyến lưu diễn sang bên châu Âu cùng với nhà hát, thì đồng bào của mình, hội đồng hương của mình ở bên đó, thì các anh các chị kiểu lâu rồi không được xem nghệ sĩ Việt Nam sang biểu diễn thì rất là yêu quý. Và khi kết thúc chương trình, khi mà về đến khách sạn rồi thì các chị mua đồ đến, mua hoa quả đến, rồi chia tay, rồi mua tất cả mọi thứ, rồi làm quà đó. Thì Phương Thủy nghĩ rằng là chả có cái gì, mình là nghệ sĩ mà khi mà đi đến đâu mà cũng được khán giả yêu quý, và thật sự đấy là rất là trân trọng và rất là xúc động. Khi mà nghe chị Thủy kể thì Hằng cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Bởi vì đúng là với những người nghệ sĩ, sự ghi nhận, sự yêu mến, tình cảm của khán giả chính là những món quà vô giá, đúng không ạ? Bây giờ thì chị muốn khán giả nhớ về mình là một ca sĩ với những tính từ như thế nào? Để mà nhận xét thì Phương Thủy vẫn nhớ, mọi người vẫn nói với Phương Thủy là trời ơi, cô ca sĩ này bé nhỏ thôi nhưng mà giọng của Phương Thủy sao khỏe thế, rồi hát đầy nội lực đó. Đó là cái tính từ mà tất cả mọi người khi mà nghe Phương Thủy hát là rất là truyền cảm và rất là đầy nội lực. Hằng nghĩ rằng nội lực truyền cảm đó không chỉ thể hiện bởi yếu tố kỹ thuật mà đó chính là sự đam mê, sự hết mình với từng sân khấu và mong muốn là đem đến cho quý vị khán giả những phần trình diễn trọn vẹn nhất. Và đó chính là câu trả lời cho việc là vì sao mà nữ ca sĩ Phương Thủy của chúng ta nhận được rất nhiều tình cảm của các vị khán giả trong những chuyến lưu diễn của mình. Và bây giờ thì khán giả của chương trình Nhật Ký trên Khóa Son tiếp tục sẽ được đón nhận một món quà âm nhạc bởi ca sĩ Phương Thủy. Mời quý vị cùng thưởng thức. Phác họa hình nước non, thư pháp từ tâm nét cong nét thẳng, phác họa người xưa người giờ. Thư pháp ngả nghiêng bầu rượu tình người nặng tình quê, thư pháp vờn bay lắng nghe huyền thoại. Như lá khô, đông chắc như mây trời.
trăng con đò thương nhớ mong bên nước cây đa làng xưa. Thư pháp ngàn năm núi cao sông dài pháp họa hình nước non, thư pháp từ tâm nét cong nét thẳng pháp họa người xưa, người xưa. Thư pháp ngả nghiêng bầu rượu tình người nặng tình quê, thư pháp vần bay lắng nghe huyền thoại kể quý vị thân mến. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là một cô gái là đứa con của vùng biển, với ngoại hình, với nội lực cũng như là với cách chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì Hằng cảm thấy có một nguồn nhựa sống luôn luôn rất là tràn trề ở chị Phương Thủy. Tuy nhiên có lúc nào mà chị cảm thấy rằng là trong mình trở nên yếu đuối, mong manh và cần phải được tiếp thêm năng lượng từ bên ngoài để có thể tiếp tục trở lại và tỏa sáng trên sân khấu hay không? Nhìn Thủy thì mọi người nghĩ Thủy rất là mạnh mẽ, nhưng thực ra là Thủy rất là mong manh, rất là yếu đuối. Phương Thủy cũng đã từng có những cái giai đoạn mà cảm thấy là muốn bỏ nghề và chuyển hướng sang một cái lĩnh vực hoàn toàn khác. Và đến ngày hôm nay thì Phương Thủy thấy rằng là mình đã vượt qua những cái biến cố của gia đình, những khó khăn của gia đình, và tự mình đi bằng chính cái sự nỗ lực cố gắng và bằng chứng đôi chân của mình. Như những cơn sóng biển thì lúc dữ dội, lúc dịu êm, khi ồn ào, khi lặng lẽ, nhưng sóng không bao giờ ngừng xô vào bờ cả. Và Hằng tin rằng những cơn sóng đó cũng giống như là niềm đam mê, tình yêu với nghệ thuật, với âm nhạc của ca sĩ Phương Thủy. Nhưng những lúc và trông chênh chắc hẳn là cũng rất là cô đơn. Vậy thì màu sắc âm nhạc của chị
qua những giai đoạn đó có gì thay đổi hay không? Cái niềm đam mê với âm nhạc nó vẫn cứ cháy trong mình, và cái dòng nhạc Phương Thủy lựa chọn thấy mình hợp với phong cách nhạc pop và trữ tình, đâu đó nó xen lẫn một cái gì đó nó day dứt và nó rất từng trải và nó trầm hơn. Cái thời gian vừa rồi thì Phương Thủy cũng cho ra mắt một vài MV phong cách là pop, ballad và trữ tình, đó như là một cái món quà, một lời tri ân đến khán giả, những cái người mà vẫn ủng hộ và vẫn theo dõi chặng đường nghệ thuật của Phương Thủy, và những người mà luôn luôn động viên tinh thần Phương Thủy là hãy cố gắng lên, tất cả mọi người vẫn yêu quý và vẫn dõi theo em. Khi mà ở thời điểm này, hoặc là đặc biệt là những lúc mà có thể là hơi trông chênh hoặc không thuận lợi, có điều gì đó cô đơn, thì chị tìm đến điểm tựa ở đâu, hoặc chị thường tự nói với bản thân mình điều gì để mình có được thêm sức mạnh và vượt qua? Khi mà thì cảm thấy cuộc sống trông chênh, cô đơn, thì cái nơi mà Phương Thủy điểm tựa đó là gia đình. Đó là gia đình. Gia đình của Phương Thủy, với Thủy lúc nào Thủy cũng nói rằng là gia đình là số một. Có gia đình, có bố mẹ. Và cái người bạn thân của Phương Thủy đó là em gái Phương Thủy, lúc nào cũng đồng hành. Và động viên Phương Thủy. Khi nhắc đến gia đình, bố mẹ, rồi người em gái sinh đôi, đúng không ạ? Hằng thấy rằng là chị Thủy đang rất xúc động. Và có lẽ rằng sau những giọt nước mắt này là rất nhiều câu chuyện mà chị đã trải qua. Lúc này thì chị có điều gì để ghi nhận chính mình và có một lời nào đó để cảm ơn tới chính mình, chính Phương Thủy bây giờ không ạ? Phương Thủy chỉ lúc nào cũng tự nhủ với bản thân mình là cho dù có khó khăn như thế nào chăng nữa thì vẫn phải cố gắng và vượt qua tất cả, vượt lên chính mình. Hằng rất là đồng cảm khi chị Phương Thủy nhắc về việc nội lực từ trong chính bản thân mình. Mặc dù chúng ta có gia đình là điểm tựa, nhưng bố mẹ hay là những người thân không phải lúc nào cũng ở bên cạnh. Và có lẽ đó chỉ là điểm tựa tinh thần thôi. Còn trong cuộc sống, đặc biệt là trong sự nghiệp nghệ thuật, với những người nghệ sĩ như chị Phương Thủy thì có quá nhiều thứ, thậm chí là phải sự đánh đổi, và thậm chí là rất nhiều những điều khó đoán định, những giọt nước mắt đã rơi. Nhưng mà nghĩ rằng những giọt nước mắt này là sự ghi nhận cho bản thân của chị Thủy khi mà đã mạnh mẽ vượt qua được mọi thứ. Và đến bây giờ, chị hãy nở một nụ cười thật tươi đi. Bởi vì Hằng muốn hỏi chị rằng là trên trang nhật ký Trên Khóa Son, chị có thể viết điều gì dành cho ca sĩ Phương Thủy của hiện tại và ca sĩ Phương Thủy của tương lai? Hãy cố gắng từng ngày, cố gắng để làm sao mà mình cảm thấy là mỗi một ngày khi mà mình mở cái cánh cửa ra, mình thấy hôm nay thật là tuyệt vời, một ngày thật là tươi mới đang chào đón mình, và hãy đón nhận cái gì tốt đẹp nhất đang đến với mình. Xin gửi tới ca sĩ Phương Thủy của chúng ta những lời chúc tốt đẹp nhất. Hy vọng rằng những sản phẩm âm nhạc tiếp theo, chặng đường âm nhạc tiếp theo của chị sẽ luôn được công chúng đón nhận và dành thật nhiều yêu thương. Quý vị khán giả thân mến, thay cho lời chào kết, trên trang nhật ký Trên Khóa Son ngày hôm nay sẽ là một món quà âm nhạc mà ca sĩ Đinh Phương Thủy Sao Mai Điểm Hẹn gửi tới quý vị khán giả. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những trang nhật ký tiếp theo. Ai đã ghi vào những thân tre bao ký ức xót xa hỡi mẹ, ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, con đã về hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò ơi. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất phố, cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo
một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dậy sao tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất vô. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất vô. Dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông, trời vắng, đất vắng.